Giờ mình sẽ test một cái ắc quy này với một cái công suất tải là trên 100W liên tục và cái cường độ xả tải nó là khoảng 10A, cường độ phóng điện là khoảng 10A. Thì cái ắc quy này là ắc quy mình ghép bằng pin 32650 với hệ là 12V, có dung lượng là 12Ah. Bây giờ mình đã kết nối sẵn dây các thứ rồi, thì dây này là nó sẽ thông qua cái wattmeter để đo cái công suất tải của thiết bị và đo cái dòng dòng xả bao nhiêu ampe, rồi nó đo được cái dung lượng mà nó xả ra được bao nhiêu ampe giờ. Thì thông qua cái kích điện này, cái kích điện 500W sin sóng sin này nè, mình sẽ tải một cái thiết bị là khoảng trên 100W nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bật công tắc của kích điện lên. Thì khi kích điện hoạt động thì nó tốn khoảng 10W nha, và cái dòng phóng của nó thì khoảng gần 1A, không phải đã 1A, khoảng 1A ha. Là cái kích điện này nó chưa có tải nha, nó chỉ hoạt động thôi là khoảng 10W rồi đó. Thì mình sẽ test một cái thiết bị này cho các bạn xem. Đây là dây dây mình kết nối từ cái con kích xuống nè, mình kết nối lại cái ổ điện đó và mình kết nối qua một cái quạt hơi nước của mình. Bây giờ mình sẽ bật cái quạt của mình lên ha. Trước tiên là mình bật cho nó bơm nước. Đây, cho nó bơm nước. Thì các bạn thấy đồng hồ nè, khi mình bật máy bơm thì đồng hồ là nó đã nhảy lên là 60W rồi, 63W. Mình trừ cái công suất của kích này ra nữa thì cái máy bơm của mình là 50W nha. Và có cái dòng phóng là 4A rồi đó. Dòng phóng là 4A. Hồi nãy cái dòng riêng của con kích này không là gần 1A. Thì ở đây gần 5A thì coi như dòng phóng đó là 4A ha. Và công suất của nó là 50W nha. Bây giờ mình sẽ bật cái đầu quạt lên cho các bạn xem nè. Đó. Mình sẽ mở quạt. Thì bây giờ quạt mình nó đã chạy nha. Thì các bạn coi công suất tiêu thụ của nó đây. Đây là 115W. Thì trừ 10W của kích điện ra thì tổng công suất tiêu thụ của cái quạt làm mát của mình là 100W ha. Và cái dòng phóng tải của nó hiện tại nè, các bạn thấy là 9A. Đó. Mình sẽ chạy với một cái bộ ắc quy ghép bằng pin 32650 và có dung lượng là 12A giờ ha. Thì các bạn thấy cái ắc quy mà mình ghép bằng cái hệ pin 32650 á, thì nó chịu cái dòng phóng tải cực kỳ cao nha các bạn, nó không phải như là ắc quy thường của mình ha. Thì cái dòng phóng như thế này thì đối với ắc quy thường của chúng ta mà dung lượng mà khoảng 12A giờ mà các bạn phóng với cái dòng 9A này á, thì bảo đảm với các bạn thì chỉ trong vòng 2-3 tháng là cái ắc quy đó nó sẽ hư ha. Nếu mà các bạn mà xài liên tục cái dòng như thế này nè, thì cái ắc quy của mình khoảng 3 tháng là nó sẽ hư. Nhưng mà đối với ắc quy với cái hệ pin sắc phối phát này nè, nó cho cái dòng phóng rất là cao. Cho nên là nếu mà chúng ta sử dụng với dòng phóng này thì nó rất là bình thường, không có gì ha. Thì tuổi thọ của cái ắc quy này nó cũng cao lắm. Các bạn có thể sử dụng 4 đến 5 năm cái ắc quy này ha, nó rất là bền nha. Đó, thì các bạn thấy là hiện tại là cái quạt mình á, mình sẽ cho chạy liên tục với công suất là 100W nha, và cái dòng phóng là xem như là 9A đi. Đó, đây các bạn thấy đây nè, mọi người thấy cái quạt mình nó đang quạt ha. Để mình bấm ngưng cái cửa lùa gió này, cái cửa đảo hướng này ha. Thì cái quạt bên trong nó đang quay nha. Đó, mình mở ra cho các bạn xem đây. Đây là đó, quạt đang quay nha các bạn. Đó, quạt đang quay nha. Và motor cũng đang bơm nước luôn. Đó, rồi mình cho cửa đảo gió nó đảo cho các bạn xem nè. Đấy. Thì tổng công suất của cái quạt này là 100W nha. Rồi, mình test như thế thôi. Chào tất cả mọi người nha.